Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Di Maria lên tiếng về Messi, Suarez báo tin nóng cho M10. Mới gần đây, trong một cuộc phỏng vấn mới nhất với Angel Di Maria, một trong số các cầu thủ được đá cùng cả Messi lẫn Ronaldo để nhận định sức ảnh hưởng và cả giá trị cầu thủ. Theo đó, thiên thần Argentina khẳng định với truyền thông thế giới, Messi vĩ đại hơn đồng đội cũ Cristiano Ronaldo. Dù cho Ronaldo đang có nhiều bàn thắng hơn, nhưng chất lượng và cả sức ảnh hưởng thì Messi rõ ràng đẳng cấp hơn nhiều. Hơn nữa, Messi đoạt nhiều quả bóng vàng hơn và càng khẳng định giá trị cầu thủ rõ rệt. Di Maria thuộc số ít cầu thủ thi đấu cùng cả Ronaldo lẫn Messi, hai cái tên nổi trội nhất trong làng bóng đá. Tiền vệ Argentina có 4 năm đá cùng Ronaldo tại Real Madrid, vô địch La Liga, Champions League và cả siêu cúp châu Âu. Ở cấp độ quốc tế, Di Maria là đồng đội cũ của Messi kể từ năm 2008, giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại Olympic Bắc Kinh 2008, 2 lần vô địch Copa America và cả đăng quang World Cup 2022. Hai cầu thủ này cũng tái hợp thời gian ngắn tại Paris Saint-Germain trước khi Di Maria chuyển tới Juventus. Theo đó thì mới đây, trong cuộc phỏng vấn với L'Equipe, một tờ báo thể thao hàng ngày của nước Pháp, khi được hỏi rằng ai là người vĩ đại nhất trong nền bóng đá, Di Maria thản nhiên đáp, cả hai đều có tinh thần chiến thắng đáng kinh ngạc, thế nhưng sau cùng, người giỏi nhất là người có nhiều quả bóng vàng nhất. Và Messi có 8, còn Ronaldo có 5. Với tôi, điều đó tạo ra khoảng cách nhất định giữa hai người. Sau khoảng 10 năm chia nhau thống trị làng bóng đá châu Âu, Ronaldo và Messi đều xa rời những sân chơi đỉnh cao. Ronaldo hiện đang khoác áo Al Nassr, còn Messi phụng sự Inter Miami. Theo Di Maria, hai đồng đội cũ vẫn nhận được sự chú ý lớn dù đã rời khỏi bóng đá châu Âu. Sau khi thống trị môn thể thao này trong nhiều năm, mọi người vẫn nói về họ trên toàn cầu, ngay cả khi họ chơi ở Mỹ hay Ả Rập Xê Út. Tiền vệ 36 tuổi bày tỏ, sự kinh địch của họ đã nâng tầm La Liga và khiến cho cả thế giới phải say mê bóng đá. Khi Messi tới với MLS, người Mỹ đang bắt đầu khám phá lại môn thể thao này. Trong cuộc phỏng vấn khác với ESPN Argentina vào cuối tuần trước, khi được hỏi về top 3 huấn luyện viên trưởng hay nhất từng làm việc cùng, Di Maria lại nêu tên người tệ nhất. Người tệ nhất là Luis Van Gaal, chắc chắn là như vậy. Tôi muốn làm rõ nếu như bạn có bất cứ một thắc mắc nào về vấn đề này, tiền vệ 36 tuổi nói. Hè năm 2014, Di Maria chuyển đến Manchester United tổng phí 116 triệu đô la và trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất của đội thời điểm đó. Thế nhưng ngôi sao Argentina lại có một giải đáng quên dưới trướng của Van Gaal. Anh ghi 4 bàn, kiến tạo 11 qua 32 trận, rồi chuyển sang Paris Saint-Germain vào mùa hè của năm 2015. Trước trận Argentina với Hà Lan tại tứ kết World Cup 2022, Di Maria cũng từng công kích Van Gaal khi chê ông là huấn luyện viên tệ nhất sự nghiệp. Tôi có thể ghi bàn, kiến tạo, nhưng sau trận Van Gaal cho tôi xem video tổng hợp những lỗi của tôi. Di Maria nói về khoảng thời gian làm việc với huấn luyện viên trưởng người Hà Lan tại Manchester United. Sau đó, Van Gaal thừa nhận không thích khi bị Di Maria gọi là huấn luyện viên tệ nhất sự nghiệp, nhưng ông nhấn mạnh huấn luyện viên sẽ phải đưa ra quyết định có lợi cho tập thể. Huấn luyện viên trưởng người Hà Lan khẳng định vẫn xem Di Maria là một cầu thủ giỏi, nhưng việc học trò không thành ở Man United là vì vấn đề cá nhân, chứ không liên quan gì đến ông. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN Argentina, Di Maria ca ngợi Lionel Scaloni, huấn luyện viên trưởng đã đưa Argentina vô địch World Cup 2022, là một trong những nhà cầm quân giỏi nhất. Tiền vệ này cũng tri ân Alejandro Saliba, cố huấn luyện viên từng dẫn dắt Argentina giai đoạn 2011 đến 2014, có ảnh hưởng lớn đến Anh. Cựu tiền vệ của Real Madrid với Juventus cũng dành vị trí đặc biệt cho Diego Maradona, cố huyền thoại từng dẫn dắt Anh tại tuyển Argentina. Tôi không xem Maradona là huấn luyện viên bởi ông ấy như là người bạn, người anh đối với tôi. Di Maria bày tỏ, Maradona tin tưởng dù không ai tin tôi. Điều đó giúp tôi thăng tiến. Tôi càng chịu nhiều chỉ trích, ông ấy càng ủng hộ tôi. Luis Suarez sẽ giã từ đội tuyển Uruguay sau trận đấu gặp Paraguay tại vòng loại World Cup vào ngày 7 tháng 9 tới đây. Một lòng đá cặp với Messi trọn vẹn. Chia sẻ với báo chí trước loạt trận FIFA Day vào tháng 9, tiền vệ Luis Suarez xác nhận anh sẽ từ giã đội tuyển quốc gia Uruguay và chấm dứt sự nghiệp quốc tế đã kéo dài 17 năm. Anh sẽ chơi trận đấu cuối cùng cho đội tuyển vào cuối tuần này, gặp đối thủ là Paraguay. Trận đấu ngày thứ 6 sẽ là lần cuối cùng mà tôi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đây là quyết định của cá nhân tôi, không phải vì chấn thương hay vì tôi không được gọi lên tuyển. Được chủ động như vậy khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bội phần. Luis Suarez xúc động tại họp báo. Suarez là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Uruguay. Anh sở hữu cho mình 69 pha lập công sau 142 lần ra sân cho đội tuyển. Anh ra mắt Uruguay năm 2007 và lập tức trở thành ngòi nổ quan trọng của La Celeste. Tại Copa America 2024, Suarez ghi bàn thắng ở những phút bù giờ vào lưới của Canada, giúp Uruguay cán đích thứ 3 chung cuộc. Ước mơ của tôi là giành một danh hiệu cao quý nào đó cùng với đội tuyển, dành tặng nó cho các con tôi. Dù bàn thắng cuối cùng của tôi cho Uruguay chưa giúp cho chúng tôi giành cúp, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, Suarez nói thêm. Suarez đã để lại những khoảnh khắc đặc biệt trong 17 năm khoác áo tuyển Uruguay. Điển hình là tại World Cup 2010, trong trận đấu tứ kết gặp Ghana, Suarez cố tình dùng tay cản bàn thắng của đối thủ. Anh phải nhận thẻ đỏ, còn Ghana được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Asamoah Gyan lại đá hỏng penalty, khiến trận đấu phải bước vào loạt luân lưu. Tại đây Uruguay giành chiến thắng và bước vào bán kết. Cựu sao của Barcelona góp mặt ở cả 3 kỳ World Cup sau đó. Vào các năm 2014, 2018 và 2022, tại đấu trường châu lục, Suarez giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Copa America 2011 với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Quyết định chia tay đội tuyển rất khó khăn. Tôi hy vọng mình sẽ thanh thản hơn khi đã xong trận đấu cuối cùng. Tôi biết rằng mình đã cống hiến tất cả những gì có thể. Ngọn lửa trong tôi vẫn bùng cháy dữ dội. Tôi muốn con tôi sau này cũng được tận hưởng bầu không khí bóng đá giống tôi. Tôi nghĩ không nhiều cầu thủ nào được chào tạm biệt khán giả tại quê nhà đâu, Suarez nói. Trước đó anh tiết lộ Inter Miami sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Mùa hè năm 2023, tiền đạo 37 tuổi chuyển tới MLS, hội quân với Lionel Messi, Jordi Alba và Sergio Busquets. Erling Haaland được dự đoán sẽ vượt mặt Messi, Ronaldo về số bàn thắng trong sự nghiệp. Cựu hậu vệ Michael Richards tin rằng tiền đạo Erling Haaland có khả năng và tiềm năng ghi nhiều bàn hơn hai huyền thoại là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Về thông số ghi bàn, đặc biệt là ở ngoại hạng Anh, những gì Haaland đang tạo ra ở độ tuổi này thật đáng kinh ngạc. Thật là không thể tin được, Haaland rất sắc bén. Richards bình luận trên Sky Sports sau khi anh chứng kiến Man City giành chiến thắng 3-1 trước West Ham ở vòng 3 giải ngoại hạng Anh. Không có lý do gì để Haaland không thể vượt qua số bàn của Ronaldo và Messi, miễn là cậu ấy không bị chấn thương. Nếu như thi đấu cho câu lạc bộ như Man City được tạo nhiều cơ hội, Haaland có thể vượt cả Messi lẫn Ronaldo. Haaland đã ghi 263 bàn qua 317 trận khi thi đấu cho các câu lạc bộ Briner, Monder, Red Bull Salzburg, Dortmund, Man City và đội tuyển Na Uy. Ronaldo đang giữ kỷ lục 899 bàn sau 1.235 trận, có Messi có 838 bàn sau 1.069 trận. Còn nếu như tính riêng độ tuổi 24, Haaland ghi 230 bàn tại các câu lạc bộ, nhiều hơn Messi 203 và Ronaldo 132 bàn. Theo cựu đội trưởng Liverpool và Jamie Redknapp, so sánh kể trên chỉ là tương đối bởi vì Haaland đá trung phong chuyên săn bàn, trong khi Messi chơi rộng như một cầu thủ số 10, còn có nhiệm vụ kiến tạo. Ronaldo thì chạy cánh trái ở đầu sự nghiệp. Nhưng ông nhấn mạnh không trung phong nào có khả năng ghi bàn như Haaland. 263 bàn trong 317 trận. Nếu như bạn nghĩ về điều đó thì thấy khó khăn như thế nào? Cựu danh thủ người Anh đưa ra bình luận. Tất nhiên, Haaland đang chơi cho câu lạc bộ mạnh và được tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng thành tích ghi bàn đó thật đáng kinh ngạc. Qua 3 vòng đầu ngoại hạng Anh, Haaland ghi được 7 bàn, trong đó có cú hat-trick ở 2 trận đấu gần nhất gặp Ipswich Town và West Ham. Anh nhanh chóng bứt phá trong cuộc đua vua phá lưới. Tiền đạo Na Uy nâng thành tích lên 70 bàn sau 69 trận ở ngoại hạng Anh, tức trung bình hơn 1 bàn trong mỗi trận. Kể từ khi ra mắt giải ngoại hạng Anh, Haaland bỏ xa những người xếp sau là Mohamed Salah 39 bàn, Ollie Watkins 34 bàn, Bukayo Saka, Alexander Isak 31 bàn, Harry Kane hay Phil Foden 30 bàn và Son Heung-min 29 bàn. Haaland đã lập được 8 hat-trick trong 69 trận tại ngoại hạng Anh, trung bình lập 1 hat-trick qua 8,6 trận đấu. Trong khi đó, Michael Owen, Harry Kane, Thierry Henry lần lượt cần phải đến 326, 320 và 258 trận để đạt được thành tích này. Những cầu thủ có nhiều hat-trick hơn tại giải đấu là Robbie Fowler, 9 hat-trick qua 379 trận, Alex Sierra, 11 hat-trick qua 441 trận và Sergio Aguero, 12 cú hat-trick qua 275 trận. Trên Matchday Live, Chuyên gia Owen Hargreaves thán phục và ca ngợi Haaland đang trên đường trở thành huyền thoại. Chúng tôi chưa từng thấy ai, ngay cả Messi lẫn Ronaldo đạt được những con số này. Cựu tiền vệ Man United và Man City nói về thành tích ghi bàn của Haaland.